Hello, vâng, đến hẹn lại lên. Hôm nay Ngọc Bình lại được gặp gỡ quý vị và các bạn đến với chương trình live stream vào khung giờ 20:30 ngày hôm nay của Ngọc Bình. Vâng, rất là vui khi mà hàng ngày Ngọc Bình thường xuyên tìm những cái thông tin để cập nhật cho quý vị và các bạn theo dõi live stream những thông tin mới nhất về dự án Skyway. Vâng, quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, vì dự án Skyway đến nay là một trong những dự án mà được đánh giá được nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như là nhận được nhiều sự quan tâm của các cổ đông. Vâng, thì hôm nay lại là một buổi tối thứ năm, thì lời đầu tiên thì Ngọc Bình cũng xin gửi lời cảm ơn và lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi live stream cũng như là một thời gian qua luôn luôn ủng hộ Bình trong các cái chương trình live stream. Mình muốn nhìn thấy các bạn có những cái comment ở đây được không ạ? Và trước khi đến với câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay thì Ngọc Bình cũng muốn nhìn thật nhiều các cái comment của các bạn. Và các bạn không quên chia sẻ live stream cũng như là tag tên các nhà đầu tư vào live stream này để Ngọc Bình biết rằng là chúng ta có rất là nhiều các cái cổ đông cùng chung một chí hướng, cùng chung một tầm nhìn, cùng một quan điểm và cách đánh giá nhìn nhận về dự án Skyway. Vâng, thì mình cũng đã nhìn thấy rất là nhiều các bạn đã đang vào theo dõi live stream rồi, nhưng mình chưa nhận được cái comment nào. Thì có thể là các bạn nhìn thấy mình, chúng ta có thể chào hỏi nhau để mình nhìn thấy các bạn và chúng ta cùng nhau giao lưu trong buổi tối ngày hôm nay. Anh xin chào em Đặng Liễu, xin chào bạn Ban Giang, xin chào em Phan Như Ý, xin chào bạn Trương Xuân Lịch, cảm ơn bạn Trương Xuân Lịch, xin chào, chào em. Vâng, thì đến với live stream ngày hôm nay thì cũng như thường lệ thì mình cũng muốn giao lưu một chút với quý vị và các bạn. Không biết là quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi live stream của Bình có ai muốn giao lưu Bình chút ít trong buổi đầu live stream này không ạ? Chúng ta hãy cùng nhau lên sóng và giao lưu với Bình. Thì ai sẵn sàng có thể comment giúp Bình sẵn sàng để chúng ta giao lưu trong vòng 10 phút để chúng ta cùng biết đến câu chuyện về Skyway, cũng nhiều người biết đến quý vị các bạn hơn. Xin chào em Trung Skyway, xin chào em Đặng Liễu, xin chào Tiến Lê, xin chào Lâm Quang Tèo, xin chào anh Hồ Cường. Vâng, xin cảm ơn anh Hồ Cường, xin chào bạn Tình Đỗ. Và các bạn có muốn giao lưu Bình và sẵn sàng giao lưu với Bình trong buổi tối ngày hôm nay không ạ? Và buổi mở đầu cho live stream thì mình cũng muốn được làm quen với một cổ đông trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Không biết là ai có sẵn sàng lên sóng ạ? Em Đặng Liễu, em Đặng Liễu có sẵn sàng để giao lưu với anh tầm 5 đến 10 phút không ạ? Hay là chị Thu? Vâng, em đã nhìn thấy chị Thu rồi. Xin chào Quách Hưng. Vâng, em chào chị Nguyễn Thu. Chị Nguyễn Thu có muốn giao lưu với em trong vòng 5 đến 10 phút mở đầu live stream không ạ? Để chúng ta cùng làm quen với nhau, để chia sẻ câu chuyện là vì sao đến với Skyway. Vâng, nếu ai muốn giao lưu Bình và sẵn sàng giao lưu Bình thì các bạn có thể comment. Xin chào em Phượng ớt. Xin chào em. Cảm ơn em Trung Skyway. Em Trung Skyway có comment là chúc anh và tất cả nhà cổ đông Skyway buổi tối năng lượng với Skyway. Xin chào Báo Lương, xin chào Hương Đặng. Mời các bạn có thể tag tên các nhà đầu tư đang quan tâm vào dự án Skyway và live stream này để chúng ta cùng nhau chia sẻ thông tin đến nhiều người hơn. Vâng, xin chào anh Đỗ Tư. Vâng, em chào anh. Hy vọng sớm được nhìn thấy con tàu Skyway tại Việt Nam. Đây là câu bình luận của bạn Trương Xuân Lịch. Rất là nhanh thôi, chúng ta đang đi những cái bước rất là vững chắc rồi. Và có những cái đơn hàng thương mại đã được hé lộ tại Việt Nam rồi, nên chúng ta nhìn thấy cái việc mà con tàu sớm xuất hiện ở Việt Nam thì cũng sẽ sớm thôi. Cái việc quan trọng bây giờ là chúng ta hãy nhanh tay sở hữu thật nhiều cổ phần của Skyway, cũng như là làm sao chia sẻ cơ hội với Skyway đến nhiều người hơn. Đấy là cái điều mà chúng ta nên làm trong cái thời điểm này, vừa giúp cho tập đoàn của chúng ta có được những cái nguồn vốn để đẩy nhanh những cái tiến độ, và vừa giúp cho nhiều người nắm giữ được cơ hội sở hữu cổ phần của một tập đoàn về công nghệ giao thông thông minh. Vâng, xin chào Dương Cường, xin chào Thảo Liên. Các bạn có thể tag tên các nhà đầu tư đang quan tâm vào dự án Skyway vào đây.
cũng như chia sẻ cái livestream này giúp mình trên các group và trang cá nhân. Và hôm nay là cũng là một buổi tối thứ năm, thì trong nhóm Skyward Community cũng đang diễn ra buổi Zoom, nên là thường xuyên các anh chị leader của nhóm Skyward ở Việt Nam cung cấp cho quý vị các bạn các cái thông tin rất là mới. Nếu ai đang đầu tiên đang tìm hiểu về dự án Skyway thì chúng ta hiện nay có rất nhiều lợi thế. Các bạn có thể là nắm bắt được những thông tin từ các nhà đầu tư đã đi cùng với tập đoàn rất là nhiều năm, và các bạn có thể là được join vào những cái nhóm đứng đầu của Skyway tại Việt Nam, cũng như là thường xuyên được cập nhật thông tin trong các buổi Zoom hàng tuần của các leader Skyway tại Việt Nam để cung cấp cho quý vị và các bạn. Vâng, anh Hồ Cường có comment thế kỷ 21, anh chị em nên tìm hiểu cả dự án đến từ châu Âu như Skyway. Vâng, cảm ơn anh Hồ Cường. Xin chào bạn Huế Trần, xin chào Thanh Tiến Nguyễn. Vâng, em chào chị Dương Thị Phong. Xin chào em. Vâng, thì mình muốn giao lưu một chút. Các bạn có ai muốn giao lưu mình không ạ? Các bạn có ai sẵn sàng muốn giao lưu mình trong đầu tiên của livestream không ạ? Nếu các bạn nếu mà muốn giao lưu mình thì các bạn có thể comment giúp mình là sẵn sàng để mình có thể mời bất chợt một bạn nào đó lên để chúng ta giao lưu một chút về câu chuyện Skyway. Sau đó là mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay về đầu tư vào Skyway, thì chúng ta sẽ nhận được những cái gì và chúng ta mong muốn điều gì. Đó là những cái câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, không thấy bạn nào muốn giao lưu ạ. Chắc là chưa chuẩn bị sẵn sàng phải không ạ? Hello Nhật Hoàng, xin chào. Và đây mình đang thấy một cái ghép của ai đây? Huế Trần ạ. Bạn Huế Trần có sẵn sàng giao lưu không ạ? Nếu ai sẵn sàng giao lưu thì các bạn có thể comment. Xin chào bạn Văn Đức, xin chào. Xin chào anh Văn Đức. Rất là tuyệt vời, các cổ đông chúng ta vào theo dõi livestream rất là đông rồi. Và chúng ta hãy dành cho nhau một phút nữa thôi thì mình sẽ đến với cái câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, thì lời đầu tiên thì Ngọc Bình xin gửi lời chào và lời chúc tất cả đến quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình livestream của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, như thông báo trên trừ tưởng cá nhân của Ngọc Bình trong buổi tối ngày hôm nay thì Bình lại đến với chương trình livestream. Vâng, em xin chào anh Minh Tuyến, em cảm ơn anh. Chúng ta đã nhìn thấy Top Expert Minh Tuyến đang theo dõi livestream mình rồi. Vâng, thì như thông báo ở trên tường cá nhân của Ngọc Bình thì hôm nay mình có livestream và với cái câu chuyện Skyway, và ở hôm nay cũng đang có một buổi họp Zoom của các lãnh đạo đang cung cấp thông tin cho quý vị các bạn ở trong nhóm Skyward Community tại Việt Nam. Như vậy chúng ta thường xuyên được cập nhật các cái thông tin mới nhất về tiến trình phát triển của Skyway cho đến thời gian này. Đây là một cái điều kiện rất là tuyệt vời cho tất cả anh chị em đang tìm hiểu về dự án Skyway, cũng như là một cái điều kiện hết sức là tuyệt vời để cho anh chị em đang làm đội nhóm, đang phát triển là làm đối tác với Skyway để giúp cho tập đoàn, gọi vốn cho tập đoàn. Như vậy chúng ta thời điểm này chúng ta có rất là nhiều thông tin để chúng ta đón nhận được, không giống như trước kia các anh chị leader của Skyway Việt Nam rất là vất vả, rất là khó khăn khi mà cái thời điểm cái dự án Skyway của chúng ta ấy, mới trong cái thời điểm còn ý tưởng, trong thời điểm còn chưa hình thành nên ở những cái trung tâm ở Beirut cũng như là Sharia, thì các anh chị đã thường xuyên đi lấy các cái thông tin từ trang chính, rồi thậm chí là còn phải dịch từ những cái bản tiếng Nga về, rất là vất vả. Nên là chúng ta đầu tiên là dành những cái lời cảm ơn, những cái lời trân trọng nhất cảm ơn những anh chị leader của Skyway tại Việt Nam đã đi trước, những anh chị đã đầu tiên đã tham gia dự án và đã tìm hiểu tất cả những cái yếu tố về dự án Skyway để mang đến cho các nhà đầu tư, cho các cổ đông hiện nay chúng ta nắm bắt được cơ hội với Skyway. Như vậy chúng ta không quên dành lời cảm ơn tới các anh chị đã đi trước mang cái cơ hội đến cho chúng ta, được không ạ? Các bạn có thể comment giúp mình là chúng ta cảm ơn các leader Skyway Việt Nam đã thường xuyên cung cấp những cái thông tin cập nhật hàng ngày cho quý vị và các bạn cập nhật thông tin và tin tưởng hơn vào cái khoản đầu tư của mình. Và các bạn, nếu mà các bạn đang theo dõi livestream thì các bạn có thể comment giúp mình là cảm ơn tất cả các anh chị em leader của Skyway. Ok, xin chào Hải, xin chào Vũ Hải nhé, xin chào. Vâng, thì
Mình cũng xin nhắc lại một chút trong buổi đầu livestream ngày hôm nay, đó là các bạn hãy nhớ rằng là chúng ta hiện nay vẫn đang trong giai đoạn sự phát triển của Segway giai đoạn 14.1. Như vậy là cũng đã có thông báo của tập đoàn vào ngày 21 tháng 6 thì chúng ta sẽ chính thức chuyển sang giai đoạn 14.2. Như vậy khi mà chuyển sang các cái giai đoạn mới thì chiết khấu sẽ giảm xuống, đúng không ạ? Chiết khấu sẽ giảm xuống. Như vậy là chúng ta hãy tranh thủ trong cái giai đoạn hiện nay, trước khi nó chuyển sang giai đoạn mới thì chúng ta đã lợi về vốn. Đó là cái điều các bạn nên lưu ý như vậy. Và các nhà đầu tư mới thì hãy chưa có cổ phần Segway thì hãy đánh giá và nhìn nhận các cái cơ hội của mình đang đến trước mắt các bạn. Đó là dự án Segway hiện nay đang đạt được nhiều các cái kết quả rất là khích lệ, và những hợp đồng thương mại đã dần dần càng ngày càng hé lộ cho chúng ta. Vâng, thì chúng ta thấy rằng là một dự án như Segway nó đã tồn tại đi cùng với chúng ta suốt từ năm 2014 đến nay. Đó là cả một quá trình, cả một sự nỗ lực phấn đấu của rất là nhiều anh chị em đang tham gia góp vốn, đang tham gia tài trợ cho dự án, cũng như là đang làm chương trình đối tác với tập đoàn. Vâng, như vậy là chúng ta thấy rằng một dự án như Segway hiện nay, trong cái tất cả các cái lĩnh vực mà chúng ta đầu tư ấy, mà gặp được một dự án để chúng ta yên tâm, tin tưởng và chắc chắn sẽ có những cái kết quả đáng khích lệ và khả quan như dự án Segway thực sự rất là hiếm gặp trong cuộc sống của các bạn. Các bạn biết rằng là chúng ta thường có một cái đích đến cuối cùng mà mỗi chúng ta như bản thân mình cũng như tất cả anh chị em, hay tất cả các anh chị em là cổ đông của Segway cũng mong muốn có một cái đích cuối cùng. Đó là gì ạ? Đó là cái đích cuối cùng chúng ta đang hướng tới một cuộc sống làm sao mà tự do về thời gian cũng như tự do về tài chính. Thì mình lấy một cái ví dụ rất là đơn giản để anh chị em có thể là hình dung và dễ hiểu. Đó là một ví dụ như này. Chúng ta ví dụ là chúng ta đang ở những cái điểm xuất phát khác nhau. Có người thì đang xuất thân từ những gia đình có điều kiện, tức là có những cái tài sản, đúng không ạ? Chúng ta thấy là những gia đình có điều kiện, có những tài sản, đã có nghĩa là chúng ta đã có được xuất phát từ những cái vạch đích đấy ạ. Chúng ta thường ví là những người mà sinh ra trong một gia đình có điều kiện về vật chất rồi tất cả gọi là đã là sinh ra đã từ vạch đích, nhưng là thường thấy rằng là rất là ít những người sinh ra từ vạch đích. Như vậy là chúng ta thường là sinh ra từ cái vạch xuất phát từ những xuất thân rất là nghèo khó, rất là nghèo khó. Và thường là có thể chúng ta sẽ xuất thân từ những gia đình trước kia chỉ làm nghề nông nghiệp hoặc là làm công nhân đó, thì hướng tới một cái cuộc sống cho chúng ta sau này sẽ là phải như nào ạ? Trước kia thì mình nghĩ rằng là chúng ta thường được hướng tới một cái cuộc sống sau này là chúng ta sẽ phải đi học, đến trường và học thật giỏi để đỗ được một cái trường đại học nào đó và có được một cái công việc, khi mà ra trường chúng ta tìm kiếm được một công việc của nhà nước để nó ổn định, nhận được những hàng ngày, hàng tháng có những cái đồng lương ổn định cho chúng ta. Như vậy là những cái định hướng cho chúng ta trước kia ấy, thì bản thân mình cũng vậy. Trước kia thì mình cũng thường được định hướng rằng là hãy học thật giỏi đi, hãy đến trường học thật giỏi đi và hãy cố gắng học làm sao cho nó thật tốt vào để khi chúng ta hết cấp 3 sẽ thi được vào một trường đại học và tìm được một cái công việc thực sự là ổn định. Đó cũng là cái tình hình chung. Và mình cũng vậy, mình cũng theo một cái hướng là học ở trong các cái trường phổ thông thật là tốt, cố gắng phấn đấu nỗ lực học thật nhiều. Như các bạn thấy không ạ, trong các cái trường phổ thông ấy thì chúng ta thường là có những cái kiến thức rất là cơ bản, thì cái đương nhiên là cái việc học là cái việc không bao giờ là thừa cả, nên là học học lữa học mãi mà lúc nào chúng ta cũng phải học. Nhưng tuy nhiên một trong những vấn đề mà chúng ta không hay được đề cập đến, không hay được nhắc đến, đó là vấn đề về học về tài chính, đúng không ạ? Chúng ta trong các trường học chúng ta chưa được đề cập đến vấn đề là học về quản lý tài chính ra làm sao, học để sau này chúng ta như thế nào để có được những dòng tiền, hay là chúng ta làm những công việc gì để chúng ta có được những cái thu nhập nó tốt và có thu nhập nó cao. Như vậy mỗi con người sinh ra và lớn lên và đến khi già đi thì chúng ta đều có được những cái đích đến, đó là muốn hướng cái cuộc sống của chúng ta
đến cái việc là tự do về tài chính, tự do về thời gian và có những cái cuộc sống nó ổn định hơn, nó hạnh phúc hơn. Đấy là cái đích đến. À, ví dụ như là từ điểm A đến điểm B đúng không ạ? Điểm A thì mình ví dụ như là điểm xuất phát của mỗi người có thể khác nhau. À, bạn có thể xuất phát từ vạch đích, có thể là bạn đã là sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện. Nhưng có bạn thì được xuất phát từ những gia đình rất là khó khăn, thì chúng ta có những cái sự khác biệt từ vạch xuất phát. Nhưng với chúng ta nếu mà không nỗ lực mà chúng ta phó mặc cho cái việc mà cái hoàn cảnh của chúng ta đấy ạ, chúng ta sinh ra mà khó khăn mà chúng ta phó mặc cho cái việc đấy, thì chúng ta không nỗ lực, không phấn đấu thì chắc chắn chúng ta sẽ không đến được một cái đích cuối cùng, đó là tự do về tài chính. Mình ví dụ nó điểm chúng ta xuất phát là điểm A nhưng cái đích đến là điểm B. Điểm B thì trên cái đích từ điểm A đến điểm B chúng ta có nhiều các cái con đường lựa chọn khác nhau. Có những bạn thì lựa chọn những cái công việc về học hành để ra trường có công việc ổn định, làm công ăn lương, có những cái thu nhập hàng tháng, thế là các bạn đấy là cũng là hạnh phúc rồi. Có những bạn thì có thể là ra ngoài bươn trải những cái công việc trong cuộc sống, có thể là đã va chạm vào kinh doanh từ nhỏ cho đến lớn, có thể là va chạm vào cái việc kinh doanh, đó là cái cách mà các bạn có thể là kiếm được những cái dòng thu nhập. Có những cái bạn thì là rất là trẻ thôi mà lại sinh ra vào cái thời điểm 4.0 đấy ạ. Chúng ta thấy là cập nhật được các cái thông tin rất là nhanh nhạy trên internet, thì lại có những cái suy nghĩ, những cái tư duy rất là nhạy bén, rất là nhanh nhẹn, thì tiếp cận được những cái khoa học công nghệ. Đấy thì các bạn tiếp cận được khoa học công nghệ là các bạn lại tìm kiếm được cho những cái cơ hội mới. Khi mà internet phát triển thì chúng ta có nhiều các cái cơ hội để chúng ta hướng đến một cái công việc mà cho thu nhập khác đi với cái việc truyền thống đấy ạ. Truyền thống như thế nào ạ? Truyền thống là giống như em Đặng Liễu có nói là học thật giỏi ra trường có công việc làm ổn định. Đấy là cái cách truyền thống ngày xưa mà chúng ta hay được hướng tới. Và mình cũng thế, mình trước kia cũng được hướng tới hãy học thật giỏi ra trường có công việc ổn định. Và hiện nay thì chúng ta thấy đâu phải là ổn định nào ổn định đâu. Nhất là trong những cái việc mà xảy ra bất chợt trong cuộc sống hàng ngày của quý vị và các bạn. Khi mà chúng ta thấy được rằng là với cái đồng lương hàng tháng rất là ít ỏi, không đủ để cho chúng ta trang trải trong cuộc sống, thì đâu gọi là ổn định. Ổn định là làm sao mà khi chúng ta xảy ra được những cái biến cố trong cái cuộc sống của chúng ta mà chúng ta vẫn có thể trang trải được, chúng ta vẫn có những cái dòng tài chính để chúng ta xử lý được những cái việc đấy một cách nó ổn thỏa, như vậy mới là ổn định. Và chúng ta có thời gian, chúng ta có điều kiện để giúp cho gia đình chúng ta, cho bố mẹ chúng ta có được những cái cuộc sống tốt hơn, chúng ta chăm sóc được bản thân chúng ta, đấy mới là cái việc ổn định. Với thu nhập của chúng ta làm sao mà đáp ứng được như vậy, đấy mới là cái việc mình nghĩ là ổn định. Vâng, đúng rồi ạ. Thì em Trung Skyway gọi học thật giỏi rồi em đưa bằng về bỏ tủ. Rất là nhiều cái trường hợp là chúng ta thấy rằng là không nhất thiết là chúng ta phải bằng một cái con đường là phải đi học mà chúng ta mới có được cái công việc tốt. Mình thấy rằng là cuộc sống diễn ra xung quanh chúng ta và bản thân mình cũng đã chứng kiến được đâu phải là những người mà học thực giỏi mà họ lại có cuộc sống giàu sang đâu. Các bạn đồng ý mình không ạ? Không phải ai, tất nhiên là cái việc học rất là tốt. Thực sự là chúng ta học lữ học mãi, học đến cuối đời chúng ta vẫn phải học, chúng ta học rất là nhiều. Nhưng nhiều khi mình chứng kiến rằng là không phải những người học thật giỏi mà lại có những cái cuộc sống giàu sang. Thế thì có một câu này thì không hiểu là có đánh trúng vào cái tâm lý của các bạn hiện nay hay không. Thì mình thường thấy là đừng tự hào mà tôi học giỏi. Đấy, đừng tự hào mà tôi học giỏi mà tôi không giàu có, mà tôi vẫn nghèo đúng không ạ? Chúng ta học giỏi nhưng mà chúng ta cuộc sống của chúng ta vẫn nghèo khó, vẫn tù túng, vẫn bí bách, thì như vậy chúng ta có tự hào không ạ? Chúng ta không tự hào. Không tự hào một điều gì cả. Chúng ta học giỏi mà chúng ta vẫn nghèo có nghĩa là chúng ta chưa giỏi đâu ạ. Chúng ta chỉ giỏi về lý thuyết thôi, chúng ta chỉ giỏi về một lĩnh vực nào đó thôi, nhưng về việc mà chúng ta tìm kiếm cho mình những cái thu nhập ấy, đấy là chúng ta chưa giỏi. Không bằng những người mà họ học chưa chắc đã học bằng mình trong trường học nhưng họ lại có sự nhạy bén trong cuộc sống, họ va chạm nhiều lĩnh vực trong cuộc sống và họ biết cái cách kiếm cho mình những cái thu nhập thật là cao. Đấy mới là người thực sự mình ngưỡng mộ và thực sự mình thấy là đấy mới là thực sự là giỏi. Và bản thân mình trước kia có những người bạn học với mình trong phổ thông đấy ạ, thậm chí là học không bằng mình, học cũng không tốt một tí nào cả, thậm chí là cũng thuộc diện gọi là gì nhỉ,
chúng ta gọi là học sinh cá biệt đấy ạ, học không bằng. Nhưng tuy nhiên là sau một cái thời gian bẵng đi, gặp lại cái bạn đấy thì thấy cái cuộc sống của bạn hoàn toàn khác. Cuộc sống của bạn hoàn toàn tự do về tài chính, các bạn có những nguồn thu nhập rất là tốt từ cái việc các bạn kinh doanh rất là giỏi. Các bạn mà Bình rất là bất ngờ cái điều đó. Nên phải nhìn nhận lại một cái điều như này, chúng ta phải khẳng định với nhau, việc học rất là tốt. Học, chúng ta học mãi cũng không hết, nhưng chúng ta có nhiều cách học. Chúng ta học thì ở trong trường học đó là chúng ta có được những cái tư duy logic. Còn vấn đề chúng ta phải mở mang thêm, chúng ta phải học làm sao mà biết cái cách giúp cho chúng ta có những dòng thu nhập tự động. Và chúng ta có những dòng thu nhập sau này, chúng ta học ở đâu ạ? Chúng ta học ngoài cuộc sống, chúng ta học ở những người thầy giỏi, chúng ta học từ những nhà đầu tư. Đấy là những cái gương của chúng ta để học. Đó, mình thấy là như vậy. Xin chào em Anh Thế Nguyễn, xin chào em Đồng Công, xin chào em, xin chào Nguyễn Thị Bích, xin chào Trần Hồng Phấn. Đúng rồi, xin chào em Trang Nguyễn. Em Hoàng Trần có học giỏi không bằng may mắn và cơ hội. À, về nói về cái câu chuyện may mắn và cơ hội thì nó cũng là cả một vấn đề. Nhưng cái chủ yếu chúng ta nói là 99% đó là nỗ lực và 1% chỉ gọi là may mắn mà thôi. Nên chúng ta không, chúng ta đúng cái thời điểm ấy, chúng ta gặp được những người thầy giỏi, chúng ta gặp được những dự án tốt để chúng ta có thể là đầu tư, đấy là chúng ta gọi là may mắn. Nhưng để mà tìm kiếm, để nắm bắt được cơ hội ấy, thì chúng ta gọi là 99% nỗ lực của bản thân chúng ta, còn là 1% chỉ là may mắn. Có nhiều bạn là rất là may mắn khi mà bước chân vào thị trường tài chính, đã không bị những dự án scam sân sàn vật lộn vùi dập, đúng không ạ? Khác với nhiều người khi mà bước chân vào thị trường tài chính thì sẽ bị trải qua được, có thể là mất mát rất là nhiều tiền ở các sân sàn tài chính, sau đó mới tìm đến được cơ hội với Skyway và mới đánh giá được Skyway là một cơ hội để đáng đầu tư, để giúp cho các bạn nhận thấy được giá trị của Skyway. Nhưng có những bạn rất là may mắn khi bước chân vào thị trường tài chính lại gặp ngay dự án Skyway. Đó là một cái điều thực sự là xin chúc mừng tất cả những ai mà lần đầu tiên biết đến lĩnh vực đầu tư mà gặp ngay dự án Skyway. Đó thực sự là một cái phúc rất là lớn. Và mỗi chúng ta thì chúng ta thấy rằng là theo Bình nghĩ là cái chữ phúc rất là quan trọng. Thì đằng sau chữ phúc nó là chữ lộc và chữ thọ. Nếu mà chúng ta gặp được chữ phúc thì chắc chắn chúng ta sẽ có lộc và sẽ rất là thọ, đúng không ạ? Phúc ở đây thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta may mắn gặp được người thầy tốt, chúng ta may mắn gặp được người chia sẻ cái dự án tốt như Skyway đến với chúng ta. Chúng ta phúc ở đây là chúng ta may mắn, chúng ta nắm bắt được cơ hội và chúng ta quyết tâm giữ được cơ hội với Skyway. Đấy là một cái phúc rất là lớn. Và đương nhiên sau cái chữ phúc này thì nó sẽ đi theo, đó là chữ lộc. Chữ lộc thì chắc chắn là khi mà chúng ta đang đầu tư vào một dự án giá trị như Skyway thì các bạn biết đó là cái lộc sau này chúng ta rất là lớn. Đó, đó là chúng ta hãy thấy chữ phúc, chữ lộc và chữ thọ. Và khi có lộc rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ có những dòng tiền thụ động, chúng ta sẽ có những cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn, chúng ta vui vẻ hơn, chúng ta không phải no toan về cuộc sống. Sau này chúng ta thì chắc chắn khi mà cuộc sống chúng ta không phải no toan bộn bề, không phải no toan về cơm áo gạo tiền, không phải no toan về trang trải những cái chi phí hàng ngày cho chúng ta, thì đương nhiên chúng ta không phải no toan điều đó, thì chúng ta sống vui vẻ thoải mái thì nó mang lại cái sức khỏe chúng ta và cái tuổi thọ cho chúng ta là đương nhiên. Các bạn có đồng ý mình đấy không ạ? Chữ phúc rất là quan trọng, chữ phúc trong đấy chữ lộc và chữ thọ, các bạn phải đặt chữ phúc lên hàng đầu là cái điều đương nhiên. Chữ phúc ở đây thì đến mỗi người rất là ngẫu nhiên, có thể là đến với bạn sớm, có thể là đến với tôi muộn, nhưng mà chúng ta chung quy lại, chúng ta gặp ngay dự án Skyway đó là chúng ta đã gặp được một chữ phúc rất là lớn, hay chúng ta còn gọi là đại phúc. Và mình rất là chúc mừng tất cả những ai gặp ngay được cái dự án Skyway mà chưa phải trải qua mất mát của những sân sàn scam. Như vậy chúng ta hãy trân trọng nhé. Như vậy chúng ta biết rằng gặp dự án Skyway, chúng ta nắm bắt được nó rồi, thì chúng ta hãy trân trọng dự án này, chúng ta hãy gìn giữ nó, chúng ta cố gắng nắm giữ cổ phần của Skyway thật là tốt và thật là lâu vào. Và nếu mà tốt hơn nữa thì chúng ta hãy chia sẻ những cái cơ hội này đến với nhiều người hơn, thì chúng ta lại lan tỏa cái phúc của chúng ta càng ngày càng rộng rãi hơn, lan tỏa nó bay cao bay xa hơn, đúng không ạ? Chúng ta hãy làm việc đó, thì chúng ta hãy đã mình nhận cho mình rồi thì mình hãy cho đi, chúng ta hãy cho đi thì chúng ta sẽ nhận lại rất là nhiều đấy ạ. Các bạn hãy
hãy luôn luôn nghĩ rằng là chúng ta hãy trao cái cơ hội của Sway đến với nhiều người hơn để giúp cho họ cũng giống như mình. Mình đã may mắn rồi, mình đã có phúc lớn rồi thì mình cũng muốn giúp cho nhiều người nhận được những cái niềm vui, những cái may mắn nắm bắt được cơ hội với Sway. Vâng, rất là nhiều các bạn đang theo dõi livestream rồi. Anh Hồ Cường có bình luận là bằng cấp là cơ bản, tư duy sáng tạo, tầm nhìn là chiến lược. Vâng, em cảm ơn anh Hồ Cường. À, đừng tự hào mình nghèo và giỏi. Đúng rồi em Nguyễn An, chúng ta không tự hào mà mình nghèo và giỏi cả. Có nghĩa là mình nghèo là mình chưa giỏi đâu ạ. Đấy, mình cứ khẳng định với nhau một cái câu nó nói cho nó rõ ràng như vậy. Chúng ta còn nghèo là chúng ta chưa tự hào là chúng ta giỏi đâu ạ. Chúng ta không giỏi. Chúng ta đang còn nghèo có nghĩa là chúng ta đang thiếu, đang còn yếu hay đang yếu kém một vấn đề gì đó. Đó là yếu kém, có thể chúng ta đang yếu kém về tư duy. Nếu chúng ta hiện nay chúng ta chưa tìm cho mình những cái hướng đi mà chúng ta đang thấy cuộc sống đang khó khăn, đang nghèo túng, đó là chúng ta đang thiếu về cái mặt tư duy. Chúng ta chưa dám thay đổi tư duy của chúng ta. Chúng ta đang nằm trong cái vỏ bọc an toàn. Chúng ta chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn của chúng ta. Chúng ta sợ, đúng không ạ? Chúng ta sợ. Đấy, các bạn thấy cái nỗi sợ hãi trong đầu chúng ta ấy, nó mới là cái nặng nề nhất, cái gánh nặng nhất trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta chưa làm một cái công việc gì đó mà chúng ta đã thấy sợ rồi thì chắc chắn chúng ta không còn năng lượng nữa. Và với Sway cũng vậy thôi ạ. Nhiều bạn biết đến cơ hội với Sway nhưng lại sợ người nhà phản đối, sợ chồng mình phản đối hay sợ vợ mình phản đối, hay sợ bạn bè chê cười là đang làm dự án Sway, dự án đa cấp, dự án lừa đảo, hay là sợ rằng là mình đầu tư vào Sway có mất tiền hay không. Rồi sợ A, sợ B, sợ C, sợ rất là nhiều thứ. Tóm lại là nỗi sợ hãi rất là lớn trong đầu của các bạn. Thì đương nhiên cái nỗi sợ hãi trong đầu các bạn ấy thì làm sao mà các bạn có chỗ trống, đúng không ạ? Có cái câu như nào ạ? Các bạn có nghe câu như nào ạ? Trong đầu mà chứa đầy nỗi sợ hãi thì không còn chỗ trống cho những ước mơ. Đấy, mình thấy cái câu này rất là đúng. Khi các bạn đã sợ rồi thì mọi thứ nó ngăn cản các bạn đến với đích. Các bạn không biết là các bạn có đã đọc cái cuốn sách là Sức Mạnh Tiềm Thức chưa ạ? Trong đầu các bạn nghĩ thế nào thì chắc chắn cái cuộc sống của các bạn sẽ diễn ra như vậy. Giống như vậy thôi, trong đầu các bạn có nhiều nỗi sợ thì chắc chắn ở ngoài kia có nhiều những cái mà nó ngăn cản cái sự thành công của các bạn. Như vậy cái điều đầu tiên chúng ta phải thay đổi tư duy. Khi chúng ta còn nghèo ấy thì chúng ta hãy thay đổi về tư duy, chúng ta hãy học hỏi, chúng ta hãy vận dụng những cái gì mà chúng ta thấy nhiều người thành công, người ta thành công thì chúng ta hãy học hỏi họ. Thay đổi tư duy đầu tiên đã, đó là cái việc là sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được những cái nỗi sợ trong đầu. Đó là cái điều mình nghĩ là như vậy. Và áp dụng vào sức mạnh của tiềm thức. Nếu các bạn nghĩ trong đầu những cái điều gì mà tích cực, những cái điều gì mà tương lai sẽ mang đến cho quý vị và các bạn có những cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn, thì các bạn hãy nghĩ những cái điều tích cực. Hãy nghĩ trong đầu mình luôn luôn là mình sẽ làm được điều đó. Mình hãy tưởng tượng rằng cuộc sống của chúng ta sau này chúng ta sẽ là những người giàu có. Đấy, các bạn hãy vận dụng đi ạ. Và mình cũng đã vận dụng rồi, mình thấy nó rất là hiệu quả. Khi mà các bạn áp dụng được sức mạnh tiềm thức ấy, thì nó sẽ có một cái năng lượng nào đó rất là vô hình, đúng không ạ? Nó gửi lên cho vũ trụ này và nó sẽ vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp, có những cái trường năng lượng tích cực cùng nhau sẽ hợp lực lại giúp cho các bạn đạt được những cái kết quả như các bạn mong muốn. Nên điều đầu tiên mình thấy rằng cuộc sống chắc chắn thì sẽ còn nhiều cái chông gai, nhiều cái khó khăn. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ tích cực, sống lạc quan và suy nghĩ một cái điều gì đó nó lớn lao lên, thì chắc chắn các bạn sẽ thay đổi hoàn toàn cái cục diện của các bạn đấy ạ. Và mình thấy điều đó nó cũng rất là đúng, rất là phù hợp, và mình cũng áp dụng và mình thấy hiệu quả. Nên là mình chia sẻ lại cho quý vị và các bạn để các bạn hãy thử ngay ngày mai trong một buổi sáng. Các bạn hãy tĩnh tâm, các bạn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Các bạn hãy thay đổi những cái suy nghĩ của mình, nghĩ lạc quan, sống lạc quan, vui vẻ lên. Thì các bạn sẽ đạt được những cái điều gì mình mong muốn. Cái gì nghĩ trong đầu thì chắc chắn nó sẽ nghĩ ở trong đầu thì chắc chắn nó sẽ có ở trong tay. Vâng, các bạn nếu mà thấy đúng thì các bạn để comment giúp mình là đúng. Em Đặng Liễu là học sinh cá biệt, đúng rồi, có những học sinh cá biệt nhưng mà họ rất là giỏi trong cái việc là làm ăn kinh tế, về rất là giàu luôn. Mình cũng rất là bất ngờ, những người bạn mình trước kia
là những học sinh có thể là cá biệt học không bằng mình đâu, nhưng mà thực sự là họ có những cuộc sống giờ là còn tốt hơn mình rất là nhiều đó anh ạ. Em phải học giỏi nhưng vẫn không sao, miễn em được có cổ phần Segway. Ok Đinh nha. Vâng, cháu chào cô Đinh Thị Thanh, cháu cảm ơn cô. Vâng đấy, rất là nhiều các bạn đã comment rồi, các bạn có thể tiếp tục comment giúp mình những cái ý kiến của các bạn, có phải là chúng ta những cái gì mà nghĩ trong đầu chúng ta thì sẽ có ở trong tay. À, và em Hằng Trần có nói là khi em Hằng đầu tư 1 năm thì em không sợ gì cả, cứ tiến lên cùng Sở Quay xây dựng đất nước lành mạnh, an toàn, sạch đẹp. Đúng rồi, chúng ta đầu tư vào Sở Quay thì chúng ta không sợ gì cả, điều đó là điều đương nhiên. Tại sao chúng ta phải sợ khi mà đang góp vốn tài trợ vào một dự án nhân văn, một dự án mà được một nhà khoa học cống hiến suốt cả một cái cuộc đời của mình, suốt từ năm 1977 đến nay để cho ra những cái sản phẩm về giúp cho nhân loại sau này, giúp cho nhân loại có những cái thay đổi về cái cuộc sống, thay đổi về cách nhìn nhận với môi trường. Như vậy chúng ta, tại sao chúng ta phải sợ? Đây là một dự án nhân văn về ý nghĩa, về triết lý của tập đoàn, rất là nhân văn, xây Skyway giải cứu hành tinh. Như vậy chúng ta tài trợ góp vốn cho Skyway là chúng ta đang cùng với tất cả anh chị em là cổ đông, chúng ta đang cùng với nhiều người hơn để giúp cho sau này con cái thế hệ sau này chúng ta sẽ được sống trong những cái cuộc sống nó an toàn hơn, nó trong lành hơn. Và đặc biệt là chúng ta có những cái cuộc sống về tự do về tài chính, đấy là những điều mà chúng ta đang hướng tới. Bạn nghĩ rằng là chúng ta ai cũng có thể là đi đến một cái đích từ điểm A đến điểm B, tuy nhiên mình ví dụ như là một cách đơn giản, từ điểm A đến điểm B, mình đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể là đi bằng nhiều phương tiện khác nhau. Nếu bạn biết là đích đến là thành phố Hồ Chí Minh, các bạn có thể là đi bộ, đúng không? Các bạn có thể là đi bộ cũng tới, các bạn có thể đi xe đạp, các bạn đi xe máy hay đi ô tô hay đi máy bay. Như vậy là chúng ta biết từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có rất là nhiều các cái phương tiện khác nhau để chúng ta đi đến được thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì các bạn hãy biết rằng là cách đi thế nào cho nhanh nhất để chúng ta tiết kiệm được thời gian nhất và đạt được hiệu quả lớn nhất đó là sao ạ? Tại sao chúng ta không chọn một con đường là chúng ta, nếu mà chúng ta hãy chọn cách nhanh nhất là chúng ta đi máy bay, đúng không ạ? Đấy là mình ví dụ như vậy, chúng ta giống như các phương tiện là giống như cái công cụ của chúng ta trong cuộc sống để chúng ta tiến tới cái cuộc sống tự do về tài chính cũng vậy. Chúng ta có nhiều cách để hướng tới tự do về tài chính. À, các bạn đang là người làm công ăn lương, hoặc là các bạn đang là những người tự kinh doanh, tự buôn bán, hay các bạn đang là những người ông chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các bạn cũng vẫn đến được cái đích là có thể có sự giàu có. Như với làm công ăn lương thì các bạn biết là rất là lâu, đúng không ạ? Nếu các bạn đi đến thì các bạn phải tiết kiệm, với những người làm công lương các bạn phải tiết kiệm những cái chi tiêu mà phải rất là nhiều năm, các bạn có thể dành dụm được một chút thôi, nhưng cái cuộc sống của các bạn sẽ không để tự do về tài chính được đâu ạ. Như vậy thay vì việc là chúng ta từ người làm công ăn lương, từ người đang buôn bán nhỏ lẻ tự mình làm chủ, từ người là ông chủ doanh nghiệp, chúng ta hãy chuyển một bước sang một chút nho nhỏ, đó là góc của nhà đầu tư. Như vậy là chúng ta hãy dùng cái đòn bẩy của mình ấy, ở khi mà đầu tư ấy, chúng ta sẽ gọi là dùng cái đòn bẩy về tài chính giúp chúng ta sẽ bật được xa hơn. Và cái điều chúng ta đang đứng trên vai người khổng lồ như này, là chúng ta đang đầu tư vào dự án như Skyway, là chúng ta đang đứng trên vai người khổng lồ. Tại sao chúng ta không chọn một cái phương tiện, một cái cách thức mà chúng ta giúp cho chúng ta đi nhanh nhất, mà chúng ta lại bỏ ra được những cái số vốn rất là nho nhỏ thôi? Cũng thực sự là đối với nhiều người ấy, thì mình nghĩ rằng là với 50 đô, đúng không ạ? 50 đô thì không phải là một số tiền nó lớn cả. Thực ra nó không lớn, với 50 đô thì các bạn không thể làm được những cái gì ngoài kia, những cái công việc ngoài kia cho các bạn để các bạn sau này có cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Thì các bạn có thể tài trợ vào Segway với 50 đô thì các bạn cũng có sở hữu được cổ phần trong đó. Và cũng đánh giá rằng là các bạn sở hữu với 50 đô thì các bạn nếu mà giữ lâu cái cổ phần Segway sau này chắc chắn nó cũng sẽ là một cái khoản giá trị cho các bạn. Như vậy các bạn thấy không ạ?
chúng ta hãy tìm làm sao có cái phương thức, có cái cách đi nó nhanh nhất giúp cho chúng ta sớm đạt được cái đích. Chúng ta biết cái đích đến rồi thì chúng ta cố gắng tìm được cái công cụ cho chúng ta đến được cái đích nhanh hơn và an toàn hơn. Đó. Vâng, em xin chào chị Đặng Thanh. Vâng. Đúng đúng, năng lượng sẽ đúng là năng lượng vũ trụ sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ phi thường hơn. Vâng, anh Hùng Cường. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Một cuộc chiến thắng lừng lẫy Lam Châu sắp lập lại rồi anh Bình ơi. Cảm ơn bạn Vai Lam ơi. Chúng ta đầu tư vào Sway thì hiện nay chúng ta chắc chắn là sẽ tiến tới những cái thành công rất là vang dội đấy ạ. Có một cái việc như này các bạn có để ý không ạ? Có em Trung Sway tí tin mật để trở thành tỷ phú sở hữu thật nhiều cổ phần của công ty trước khi IPO. Rất là đúng. Anh Trung bạn Trung Sway rất là đúng. Chúng ta hãy sở hữu thật nhiều cổ phần của công ty trước khi nó lên sàn. Vâng, có một cái điều như này. Chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống chúng ta xảy ra được những cái tư tưởng như này. Có những bạn thì chưa tin khi các bạn nhìn thấy rồi nhưng chưa tin. Có những bạn thì là chưa thấy đã tin. Đấy. Có những bạn có thể là tận mắt nhìn rồi, nghe rồi nhưng vẫn chưa tin. Đấy là có những tư tưởng như vậy. Nhưng thực sự là rất là phúc cho những ai mà chưa thấy đã tin. Đó. Không biết là các bạn có những ai mà chưa thấy đã tin khi mà nghe về dự án Sway không ạ? Với mình khi mà nghe đến dự án Sway thì đúng là chưa thấy đã tin. Là nằm trong cái trường hợp như vậy. Tại sao mình nói là chưa thấy đã tin? Thì khi mình bắt gặp dự án Sway thì mình chỉ cần nghe câu chuyện về chủ tịch, mình nghe câu chuyện về cuộc đời của chủ tịch thì mình đã tin rồi, mình đã cảm thấy trong đó có một cái ý nghĩa rất là nhân văn, có một cái tư tưởng rất là lớn của chủ tịch gửi gắm vào trong đó. Mình chưa thấy tận mắt, mình chưa trực tiếp sang bên tập đoàn từ lúc đó để mình biết được công nghệ Sway nó như nào hoặc trải nghiệm như nào mà mình đã tin rồi. Như vậy là chúng ta thấy là có những người mà người ta chỉ cần chưa nhìn thấy nhưng người ta đã tin vì người ta có những cái tư duy mở, có những cái tầm nhìn rất là lớn và đặc biệt hơn họ có những cái nguồn lực từ vũ trụ gửi vào cho họ, khai sáng cái đầu của họ lên. Họ nhận biết ngay Sway là một cơ hội có 102, một cơ hội để đời cho những ai mà đang biết được dự án Sway. Đó. Em Thanh Tiến Nguyễn, em nghe về công nghệ giao thông em hốt luôn. Và các bạn có thể comment là các bạn biết đến dự án Sway như nào và các bạn có nắm bắt được hay luôn hay không, hay là còn phải trải qua những cung bậc như thế nào thì chúng ta cùng nhau giao lưu để chia sẻ với nhau. Thì hiện nay nắm giữ cổ phần của Sway thì chúng ta đang thấy đó là một cái điều thực sự là may mắn. Và càng ngày bây giờ nó đang khẳng định cái việc mà chúng ta lựa chọn sở hữu cổ phần Sway và đồng hành cùng tập đoàn là chúng ta đang đi đúng hướng, đúng cái đích mà chúng ta đang muốn tới. Chỉ một điều là cái quãng thời gian chúng ta sắp tới nó đi như thế nào mà thôi, và chúng ta cần đi nhanh hay đi chậm, hay chúng ta chọn phương tiện nào để cho nó nhanh hơn mà thôi. Nhưng chúng ta đã thấy một cái đích cuối cùng là chúng ta các bên cùng chiến thắng với Sway. Điều đó là điều chắc chắn rồi, không phải bàn cãi. Nhưng quay trở lại với cái câu chuyện như thế, có những người thì như Bình ấy, thì chưa gặp, chưa thấy đã tin. Thì đó là điều may mắn cho Bình, những cái phúc lớn cho Bình. Và Bình cũng đã chia sẻ trong một live stream nói về cái câu chuyện của Bình đến với dự án Sway như nào. Đó là Bình cũng đã trải qua những cái cung bậc khi mà bước chân vào thị trường tài chính, cũng xa vào những cái bẫy tài chính, cũng đã từng bị mất tiền ở những cái sân sàn tài chính. Như vậy Bình mới biết được giá trị của dự án Sway là như thế nào. Vâng, xin chào bạn Diệu Âm Phúc Thọ, hello bạn Ngọc Bình và anh chị em nha. Hôm nay Ngọc Bình có mái tóc đẹp quá. Vâng, xin cảm ơn bạn Diệu Âm Phúc Thọ, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã có những cái lời khen dành cho Bình. Còn em Trung Sway thì em trước khi nghe về Sway thì mất một buổi tìm hiểu là đầu tư. Ô, quá tuyệt vời. Nếu khi chúng ta mất một buổi đầu tư tìm hiểu về Sway mà lại nắm bắt luôn thì đúng là một cái cơ duyên rất là lớn. Lại nói với cái câu chuyện như này, Bình đến với Sway không phải là ngẫu nhiên Bình bắt gặp được dự án Sway.
như một số bạn mà khi bước chân vào thị trường tài chính đã gặp được luôn. Bình Điếm Giới Quay đã từng bị vật lộn, trải qua trải lại bởi các cái sân sàn tài chính, mất tiền rất là nhiều rồi ạ. Mất tiền nhiều mà khi tiếp cận đến dự án Giới Quay và tìm hiểu dự án thì thấy à, đây là một dự án hết sức là nhân văn, một dự án thực sự là giá trị. Nó giá trị khác ở những cái sân sàn khác, là vì nó, mặc dù nó chưa cho chúng ta những cái dòng thu nhập ngay lúc đó, chưa cho chúng ta những dòng thu nhập hiện nay, nhưng mình thấy rằng về tương lai đây là một khoản đầu tư sẽ giúp cho chúng ta có những dòng thu nhập rất là lớn, tăng trưởng rất là lớn khi mà sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp tiềm năng như Skyway, và này được sở hữu trước khi nó lên sàn. Còn câu chuyện của nó lên sàn thì nó là một cái câu chuyện khác. Câu chuyện của một cổ phần khi lên sàn nó là cổ phiếu, mà cái cơ hội với những cái việc là như là chúng ta nắm giữ cổ phiếu của Facebook, hay cổ phiếu của Zalo, hay cổ phiếu của Amazon, hay Google, hay là Apple đi chăng nữa, đó là câu chuyện trước kia rồi, chúng ta không có cơ hội như vậy. Và khi nắm bắt được ngay với cơ hội Sway thì mình tin rằng đó là một cơ hội thực sự hiếm gặp trong cái cuộc sống này. Và mình biết rằng đây là một giá trị. Thứ nhất là mình nghe câu chuyện về chủ tịch, nghe những cái video của chủ tịch và tìm hiểu về cuộc đời của ngài chủ tịch đã trải qua rất là nhiều những khó khăn và có những đam mê như thế nào về khoa học. Đặc biệt trước kia là đam mê về khoa học vũ trụ tên lửa, nhưng sau đó thấy rằng là với các ngành khoa học vũ trụ đấy, nó sẽ phá hủy những tầng ozone rất là lớn. Có những vụ phóng tên lửa lên thì kích thước phá hủy tầng ozone có diện tích bằng cả nước Pháp như vậy, và nó tạo ra những trận mưa nhân tạo. Mưa nhân tạo gây ra ảnh hưởng nặng nề đến với cuộc sống của con người. Và như chủ tịch đã chứng kiến cái việc ngôi làng của mình, cái nơi mà mình sinh ra và lớn lên, nơi chôn nhau cắt rốn mà bị phá hủy bởi một vụ thảm họa hạt nhân Chernobyl vào năm 1968 như vậy, phá hủy hoàn toàn ngôi làng của chủ tịch, thì chủ tịch bắt đầu mới thấy rằng cái việc bảo vệ môi trường hết sức là quan trọng. Và từ đó ngài chủ tịch của chúng ta đấy ạ, đi theo một cái hướng khác là tạo ra một cái phương tiện gì đó sau này thân thiện với môi trường hơn. Đó là cái công nghệ giao thông thông minh Skyway chúng ta mới được ra đời như vậy đấy ạ. Còn trước kia chủ tịch đang theo cái công nghệ là đam mê khoa học vũ trụ tên lửa. Và từ đó khi mà chứng kiến các cái vụ hủy hoại môi trường từ việc phóng tên lửa rồi thảm họa hạt nhân Chernobyl phá hủy ngôi làng, cái nơi sinh sống của chủ tịch, thì thấy rằng vấn đề môi trường đang hết sức báo động. Như vậy chúng ta thấy cái ý nghĩa nhân văn của dự án này ở chỗ đó, là mình tìm hiểu về cuộc sống chủ tịch, rồi thân thế, rồi những cái đam mê. Mà các bạn cũng thử đặt lại một cái câu hỏi như này. Các bạn thử đặt lại một cái câu hỏi như này. Nếu chúng ta muốn đầu tư, hay chúng ta muốn hợp tác, hay chúng ta muốn tham gia một dự án, thì các bạn hãy đặt xem là cái nền tảng của doanh nghiệp nó lâu hay chưa. Thì với Skyway thì đã có từ năm 1977. Và các bạn hãy hình dung ra với một đam mê của một nhà khoa học giống như ngài chủ tịch của chúng ta, ngài Anatoly Zhivinsky, với một cái niềm đam mê như vậy đã cống hiến hơn 40 năm cuộc đời, thì các bạn thấy có xứng đáng để chúng ta tài trợ vào cho chủ tịch, tài trợ vào cho tập đoàn không ạ? Chỉ ngoài kia thôi, với những ai mà có đam mê từ 5 năm, 10 năm đi, mình đã thấy là rất là phục họ rồi. Cùng với một cái công việc vậy mà có những đam mê đến 10 năm, 20 năm đã rất là phục rồi. Ở đây là cống hiến cả cuộc đời, hơn 40 năm cống hiến cho công nghệ Skyway. Cũng như là chủ tịch có nói là tôi di chuyển trên máy bay là còn nhiều hơn ở nhà. Như vậy các bạn có thấy là chúng ta đáng tự hào hay không? Khi mà chúng ta đang được hợp tác với một nhà khoa học như vậy. Và nhà khoa học này thì chúng ta có thể thấy rằng là khi mà chúng ta nhìn ấy, chúng ta nhìn cái gương mặt ấy, chúng ta nhìn hình ảnh của ngài ấy, chúng ta thấy toát ra ở trên gương mặt có một cái sự rất là hiền hòa đúng không ạ? Rất là hiền từ, rất là nhân hậu. Các bạn có đồng ý mình đấy không ạ? Khi chúng ta nhìn vào gương mặt của chủ tịch ngài Anatoly Zhivinsky ấy, chúng ta thấy có một sự nhân từ trong đó, có một sự hiền hậu mà khiến cho rất là nhiều người mà chúng ta ngưỡng mộ và tin tưởng rằng chắc chắn đây là một giống như là chúng ta ví như nào ạ? Nếu mà chúng ta ví là giống như là một vị thần đấy, hay là một người mà được cử xuống
làm một cái nhiệm vụ rất là cao cả. Đó, có một cái video của chủ tịch nói là chúng ta sinh ra trong cuộc đời này thì mỗi người có một sứ mệnh riêng, và chúng ta thấy rằng chủ tịch của chúng ta sinh ra trong cuộc đời này giống như là có một sứ mệnh là để giúp cho trái đất này, gìn giữ trái đất này để giải cứu hành tinh, giúp cho cuộc sống sau này nó tốt đẹp hơn. Mình cảm giác là như vậy. Khi mà chúng ta nhìn vào cái bức ảnh của Ngài Chủ tịch, chúng ta thấy một cái sự hiền hậu, sự nhân từ, rồi sự bao dung trong đó. Và có cả những cái nét mà toát lên cái việc là đã từng trải qua những cái thăng trầm trong cuộc sống mà lại vẫn giúp được cho cái đưa cái công nghệ bằng cái sự đam mê của mình, đưa cái công nghệ đến giờ này là rất là thành công rồi. Chúng ta chỉ cần biết đến về Chủ tịch thôi, chúng ta đã đủ để tài trợ cho Chủ tịch, tài trợ cho tập đoàn và cùng đưa ý tưởng của Chủ tịch Skyway, Ngài Anatoly Zelensky để thành thực tế. Và bây giờ thì nó đã là thực tế, nó đang đi từng bước thực tế rồi. Đó, các bạn, nếu các bạn đồng ý, đúng rồi, có bạn comment là Chủ tịch giống như một là vị thánh đấy. Và mình rất là thích cái câu là mỗi người chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là đều có một sứ mệnh riêng. Và mình cũng vậy, và các bạn cũng vậy, các cổ đông của Sở Quanh vậy, chúng ta đều có những sứ mệnh riêng. Các bạn tài trợ cho tập đoàn thì các bạn cũng đã là rất là tốt rồi. Các bạn đang là các cái thiên thần, các nhà đầu tư thiên thần. Chúng ta đang cùng góp mình một chút những cái công sức rất là, có thể là rất là nhỏ thôi, nhỏ bé, như chúng ta là các nhà đầu tư thiên thần. Và như mình đây, mình đang cùng tập đoàn chia sẻ cơ hội này đến nhiều người, thì mình cũng cảm thấy rất là tự hào khi mà chúng ta làm được một cái công việc rất là ý nghĩa và nhân văn. Càng nhiều người biết đến Sway thì lại giúp cho nhiều người có những cái cuộc sống sau này tốt đẹp hơn. Càng nhiều người biết đến Sway thì giúp cho nhiều người sau này cảm nhận được vai trò của công nghệ Sway đối với cuộc sống sau này của chúng ta như thế nào. Và chúng ta có đáng tài trợ một chút số vốn nhỏ nhỏ của chúng ta để giúp cho một cái ý nghĩa nhân văn của dự án như Skyway không? Giúp cho chủ tịch của chúng ta đạt được những cái ý nguyện cả cuộc đời mà tâm huyết với dự án hay không? Đó. Bạn là Vai Nam Mơ, anh ở chỗ nào? Lai Châu anh ơi, em ở Điện Biên, hôm nào anh em mình gặp nhau nhá. Ok, thì sau live stream này thì bạn Vai Nam Mơ có thể kết bạn Zalo mình để chúng ta có thể giao lưu. Xin chào. Vâng, bạn Diệu Âm Phúc Thọ mình chưa gặp mà chưa nhìn thấy, nhưng đã tin khi nghe cậu em bạn chia sẻ rồi một tuần mình đầu tư luôn. Đấy là cái rất là tuyệt vời. Có những người là chưa gặp, chưa thấy, có thể gặp chúng ta gặp nhau trên quen biết nhau trên Facebook, chúng ta có thể gặp nhau quen biết nhau trên Zalo hay trên các cái trang mạng xã hội như Instagram. Chúng ta chia sẻ với nhau cơ hội Sway, nhưng có người thì đón nhận. Đón nhận vì khi họ có những cái sự đồng cảm, họ có những cái hiểu biết, họ có những cái tầm nhìn, họ có những cái sự phân tích, sự đánh giá về lĩnh vực đầu tư, họ đánh giá về dự án Sway thì họ đầu tư luôn. Đấy là những người mà gọi là chưa thấy đã tin. Còn có những người mà thấy rồi vẫn không tin. Đó, các bạn thấy không ạ? Có rất là hay đấy. Có những người thấy rồi nhưng chưa tin. Vâng, có rất là nhiều người. Chị Thanh Thảo có comment là chủ tịch giống như là vị thánh sống, đúng không ạ? Chúng ta thấy toát lên một cái vị nhân từ rất là hiền lành, phúc hậu. Chúng ta rất là tự hào khi mà chúng ta được hợp tác với Ngài Chủ tịch như vậy. Một người mà chúng ta không phải nói với nhau cái câu chuyện mà bằng lời nói đâu, mà đã được thế giới công nhận top, mà nằm trong top 100 các nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của thiên niên kỷ do Nga bình chọn vào năm 2019, được không ạ? Người hai lần nhận giải thưởng cho về cái ngành giao thông vận tải, đó là giải thưởng cỗ xe vàng, giải Golden Chariot, đấy là được hai lần nhận. Và người được nhận giải thưởng hòa bình thế giới tại Slovakia, cũng như là có rất là nhiều các cái văn bằng giải thưởng dành cho chủ tịch, được công nhận là công dân toàn cầu. Như vậy chúng ta có đáng tự hào không? Chúng ta thấy là toát lên được một người đứng đầu như Ngài Chủ tịch chúng ta, thì chúng ta thấy đó là một điều chúng ta rất là may mắn khi bắt gặp được dự án Sway. Và đặc biệt càng may mắn hơn khi mà những ai bước chân vào thị trường tài chính gặp ngay dự án Sway. Chúng ta không phải bắt gặp những dự án sân sàn sờ cam mất tiền, có thể là giúp cho chúng ta có ngay cái thu nhập
trước mắt, nhưng mà về lâu dài thì chúng ta không thấy cái đích ở đâu cả. Như mình nói là từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể đi bằng nhiều phương tiện khác nhau, nhưng trên cái quãng đường đi ấy, thì có nhiều các ngã rẽ khác nhau. Các bạn có thể các bạn kiên trì các bạn sẽ đi được tới đích. Nếu các bạn không biết cái đích cuối cùng ấy, các bạn không chạy thì các bạn đi, các bạn không đi thì các bạn bò, đúng không ạ? Quan trọng các bạn đừng dừng lại. Nhưng có những người trên cái quãng đường đi lại có những ngã rẽ khác và các bạn chệch hướng. Và khi chệch hướng mà các bạn quay lại với dự án Sherway thì các bạn thấy thực sự là rất là tụt xa so với những người đã kiên trì đi cùng với dự án Sherway, đi đến đích cuối cùng, vì họ biết rằng ở đằng trước đó là cái đích cuối cùng, cái đích đến hoàn toàn là để xứng đáng bước đi trên cái con đường đó. Vâng, chị Bùi Cúc là chủ tịch nhà Phúc Hậu, vị thần xuống trần gian giúp dân. Vâng, đấy là những cái câu hoàn toàn là rất là xứng đáng thôi. Chúng ta thấy là sinh ra chúng ta cũng có một sứ mệnh riêng, và sứ mệnh của chúng ta là cùng đồng hành với tập đoàn, cùng đồng hành với chủ tịch để giúp cho ý tưởng của ngài nhanh hiện hữu, giúp cho cuộc sống của tất cả chúng ta trên trái đất này sau này sẽ phủ rộng cái công nghệ Sherway. Như vậy sẽ giải quyết rất là nhiều những cái yếu tố như Bình đã phân tích, đó là yếu tố về môi trường, yếu tố về ăn ở, yếu tố về đi lại cho cuộc sống chúng ta hoàn toàn khác, trong lành hơn, thân thiện với môi trường, hòa mình với thiên nhiên hơn. Đấy là cái sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta tài trợ cho tập đoàn đó là điều tuyệt vời, nhưng chúng ta hãy cùng đồng hành, hãy cùng giúp tập đoàn. Sứ mệnh chúng ta hãy chia sẻ cơ hội đến nhiều người hơn. Và trong cái lúc này, nếu mà các bạn đang gặp khó khăn trong cái lối tìm ra cho mình những cái bước đi để có những cái công việc, có những cái thu nhập mà các bạn đang gặp khó khăn, thì các bạn có thể liên hệ với Bình, Bình có thể giúp cho các bạn. Chúng ta cùng nhau đồng hành với tập đoàn. Chúng ta hãy coi Sherway là một sự nghiệp, thì chắc chắn chúng ta sẽ có được những cái kết quả đáng để mong đợi, có những cái kết quả rất là xứng đáng đấy ạ. Đấy là cái điều mà Bình nghĩ là các bạn nên tìm hiểu. Nếu chúng ta đã biết dự án Sherway của chúng ta đó là một dự án nhân văn, dự án hoàn toàn thật 100%, một dự án mà chúng ta luôn luôn kê cao gối ngủ, chúng ta không phải lo ngại là ngày mai ngày mốt nó sờ cam hay nó lên xuống thất thường ABC, nhưng chúng ta tin tưởng vào dự án, chúng ta đặt tâm huyết của mình vào dự án. Hãy coi Sherway là một sự nghiệp của các bạn, thì chắc chắn các bạn sẽ gặt hái được những cái kết quả rất là tốt đẹp. Và những ai mong muốn như vậy thì sau live stream có thể liên hệ với Bình, thì Bình sẽ giúp cho các bạn điều đó. Các bạn sẽ được vào những cái đội nhóm mạnh nhất trong Skyward Community tại Việt Nam, cũng như được cập nhật những cái thông tin, những cái cách thức để chúng ta cùng nhau đi với nhau lâu dài. Đó là điều mình mong muốn tất cả chúng ta hãy cùng đồng hành với tập đoàn. Và nhiều người cùng làm đối tác với tập đoàn, cùng đồng hành với tập đoàn hơn, thì sẽ giúp cho tập đoàn có nhiều nguồn vốn hơn, đẩy nhanh tiến độ của các dự án mục tiêu, và đẩy nhanh những cái giai đoạn kết thúc, giai đoạn gọi vốn để tiến tới những cái bước cho các cái thủ tục IPO. Như vậy chúng ta lại giúp chính cho bản thân chúng ta, giúp chính cho tập đoàn chúng ta. Các bạn hãy suy nghĩ về điều này. Vâng, xin chào em Hồng Nhung, xin chào Tuấn Anh, xin chào. Vâng, xin chào em Đinh Công Văn. Vâng, em Đinh Công Văn là một cổ đông rất là tâm huyết với Sherway. Trong các cái buổi chia sẻ live stream của Ngọc Bình thì em Đinh Công Văn cũng comment rất là nhiều những comment giá trị. Thì hôm nay em Đinh Công Văn có comment là tranh thủ để kiếm thêm ít gói của phần Sherway nữa. Mọi người ơi, hãy nhớ rằng công ty Zivisky Chain Technology, công nghệ Sherway là công ty của chúng ta. Rất là đúng rồi, chúng ta đang cùng ngài Zivisky đồng hành, đồng sở hữu công nghệ. Vâng, thì các bạn hãy nhớ rằng là chúng ta thường có cái cách gọi là tập đoàn Sherway, chúng ta quen là như vậy. Nhưng mà cũng xin thưa lại với quý vị và các bạn là Sherway là tên sản phẩm công nghệ của chúng ta. Còn đúng ra tên của công ty chúng ta ấy, thì giống như em Đinh Công Văn có nói đây là chúng ta là UST, đúng không ạ? Công ty công nghệ đó là Ulysky String Technology. Đấy là mà chúng ta nói là tập đoàn Ulysky String Technology. Đấy là tên công ty của chúng ta. Và các bạn nếu mà muốn biết được chúng ta có đầu tư đúng vào tập đoàn, vào công ty UST, Ulysky String Technology nó gì hay không ấy, thì các bạn có thể vào trang của UST và các bạn tìm xuống cái phần các cái đối tác chính ấy, các bạn bấm vào đó, nó có một cái đường link sẽ dẫn
dẫn đến cái tài khoản của các bạn đăng nhập được. Như vậy là hoàn toàn chúng ta đầu tư vào UST là đúng, qua cái quỹ Skyward Commodity, hoàn toàn là dòng tiền chúng ta trở về công ty mẹ đấy, UST đấy, Unit Sky String Technology đấy. Còn chúng ta thường quen gọi là tập đoàn Skyway, nhưng Skyway nó là tên của sản phẩm công nghệ chúng ta. Vâng, chúng ta thì trước kia mình cũng thường xuyên là gọi như vậy, nhưng chúng ta hãy dần dần chúng ta hãy thay đổi cách gọi cái tên công ty chúng ta đi, cho chúng ta hiện nay đang dần dần đang xây dựng hình ảnh, xây dựng tái thiết thương hiệu, nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhắc đến cái tên của công ty nhiều hơn để nhiều người nắm bắt được hơn. Thì các bạn có thể comment giúp mình tên công ty được không ạ? Đó là UST Zivisky String Technology. Vâng, các bạn có thể comment giúp mình để chúng ta hãy cùng nhau dần dần từ giờ chúng ta hãy cố gắng làm sao gọi đúng tên công ty, và chúng ta sẽ dần dần sẽ chuyển không gọi là tập đoàn Skyway nữa, vì Skyway nó là tên công nghệ của chúng ta thôi. Thì chúng ta trước kia chúng ta quen như vậy, chúng ta nghe cái công nghệ Skyway thì chúng ta cứ gọi là tập đoàn Skyway, và bản thân mình cũng vậy, cũng hay quen là gọi tập đoàn Skyway. Nhưng hãy giờ chúng ta đang giữ gìn hình ảnh, chúng ta đang xây dựng hình ảnh, chúng ta hãy thay đổi, hãy nhớ rằng là tên công ty ta là Unit Sky String Technology, hay viết tắt là UST, được chưa ạ? Vâng, các bạn có thể comment giúp mình UST. Còn lý do mình đầu tư vào Skyway giống như bạn Ngọc Bình vừa nói là mình tìm hiểu về ngài chủ tịch thì mình tin ngay dự án Skyway. Và đúng như bạn Ngọc Bình vừa nói, nhìn khuôn mặt ngài vô cùng phúc hậu, có đức, có tâm, nên mình rất tin tưởng và có niềm tin mãnh liệt luôn. Đó là cái comment của bạn Diệu Âm Phúc Thọ. Đúng rồi ạ. Chúng ta đang đầu tư vào một người đứng đầu như chủ tịch của chúng ta, là một người có tâm, có tầm và có tài. Chúng ta thấy tâm sinh tướng, đúng không ạ? Chúng ta nhìn cái tướng của chủ tịch chúng ta toát ra là chúng ta đã đủ cái niềm tin. Một người nhìn tướng rất là phúc hậu, rất là hiền hòa. Và mình cũng rất là ghen tị với những ai mà đã được một lần gặp mà gỡ và ôm chủ tịch. Và cổ đông của Việt Nam rất là nhiều các bạn cũng đã được gặp gỡ chủ tịch rồi đấy ạ. Và cũng mong ước của mình là cũng mong một lần là được ôm ngài chủ tịch của chúng ta để chúng ta đón nhận được những cái năng lượng từ ngài, năng lượng rất là tuyệt vời từ người có tâm, có tầm, có tài như vậy đó. Và các bạn có mong muốn như thế không ạ? Chúng ta mong muốn một ngày nào đó chủ tịch tập đoàn UST đấy ạ, chủ tịch của chúng ta đấy, sang đến Việt Nam và chúng ta có cơ hội gặp gỡ ngài để được ôm và được cùng đón nhận những cái năng lượng từ một người có tâm, có tầm, có tài như chủ tịch. Đấy là lý do của bạn Diệu Âm Phúc Thọ đầu tư vào Skyway. Còn các bạn có những cái lý do nào khác thì các bạn có thể comment vào đây giúp mình để chúng ta cùng nhau giao lưu. Còn chị Thanh Thảo là chị gặp Đức Tuấn trên YouTube hôm trước hôm sau quất luôn. Chị Thanh Thảo cũng là máu đấy ạ. Một chị gái rất là máu, gặp hôm trước hôm sau quất luôn. Chị Thanh Thảo một cổ đông rất xinh đẹp và rất là cơ duyên gặp ngay YouTube của em Đức Tuấn và đã tìm hiểu và hôm sau đầu tư luôn. Đấy là một điều chúng ta nói là gì ạ? Cái phúc rất là lớn, đại phúc khi mà chúng ta nắm bắt được cơ hội với Skyway. Ok, rất là nhiều rồi ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã... Vâng, nếu các bạn yêu mến Bình thì các bạn không quên chia sẻ livestream này giúp Bình, cũng như là bình luận comment để Bình có nhiều cái động lực để chúng ta cùng nhau. Đây là một cái câu chuyện chúng ta cùng nhau giao lưu, cùng nhau san sẻ cái câu chuyện của cá nhân bản thân chúng ta. Tại sao chúng ta lại đầu tư vào Skyway? Tại sao chúng ta lại muốn đồng hành cùng với Skyway? Và ở đây mình thấy rất là nhiều những cái comment rồi. Và chúng ta đầu tư vào Skyway, đầu tiên là chúng ta thấy được một người đứng đầu như chủ tịch chúng ta rất là đáng để chúng ta đầu tư vào, rất là yên tâm. Như vậy chúng ta hoàn toàn yên tâm, không có điều gì và chúng ta lo nghĩ. Và góp vốn tài trợ cho Skyway thì đây là một cái khoản đầu tư chúng ta nghĩ là vô cùng giá trị khi mà nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp khổng lồ về ngành giao thông vận tải trước khi nó lên sàn chứng khoán, gọi là trước khi IPO. Không có cái lý do gì mà chúng ta nắm bắt được Skyway mà chúng ta lại không sở hữu cổ phần này cả. Đấy là cái nhiều người giống như bạn Diệu Âm Phúc Thọ đây là chưa gặp đã tin, nhưng lại có một cái câu chuyện như này. Nhiều người thấy rồi nhưng chưa tin. Đấy là cái việc là có nhiều nhà đầu tư khi bắt gặp vào dự án Skyway nhưng không chịu thay đổi tư duy, không chịu mở mang tầm nhìn, không chịu học hỏi. Thường là tự cho mình đã biết tất cả rồi, đã chỉ cần
khi nghe đến dự án Survey lại vội vàng. Đúng là có câu là chúng ta không biết thì hỏi Google. Cái điều đó là chúng ta thấy là hiện nay có nhiều bạn cũng hay lên tìm kiếm thông tin trên Google. Nhưng cái việc tìm kiếm là việc tìm kiếm, những cái việc chắt lọc thông tin, cái việc mà phân tích thông tin, chắt lọc thông tin mới là điều quan trọng. Nhiều bạn khi nghe nói một ai đó chia sẻ cơ hội với Survey thì vội vàng lên Google cha ra gõ Survey thì nó lên một loạt ra là Survey là thế nọ thế kia, là scam lừa đảo ABC. Nhưng mà các bạn biết không ạ, thuật toán của Google nó bằng trí tuệ nhân tạo, hay Facebook vậy thôi ạ. Tất cả những cái gì mà nó là được ứng dụng vào trí tuệ nhân tạo. Các bạn cứ thử một ví dụ như thế này, nếu các bạn đang lướt Facebook, các bạn muốn xem một mặt hàng, ví dụ như mặt hàng giày dép hay là mặt hàng túi sách gì đó, thì một loạt những ngày sau hay những giờ sau, các bạn thấy trên trang cá nhân của các bạn, ở trên tường Facebook của các bạn ấy, các bạn lướt thì chỉ thấy những cái mặt hàng như vậy. Như vậy là thuật toán của Facebook hay Google là những cái gì mà xem nhiều mà các bạn quan tâm ấy, thì tự dưng là nó đẩy lên cái bài đó, đẩy lên view. Và nhiều bạn khi biết đến cơ hội Survey thì sẽ tra cứu thông tin trên Google, cái điều đó cũng rất là tốt thôi. Nhưng khi mà tra lên thì những cái bài báo về nói xấu Survey thế nọ thế kia, rồi những cái bài báo từ năm 2017, 2015, rồi 2019, rồi những cái thông tin tiêu cực, nó lại đẩy lên view, nó lên những cái top đầu, nên lại xem vào đó. Thế là không cần tìm hiểu luôn Survey là gì, thấy là Survey là bánh vẽ rồi ABC các loại, thế là tin luôn là nó là như vậy, chứ không cần biết là tìm hiểu Survey là như thế nào. Thế là trong cái tư duy của bạn đó ấy, đã là có cái tư duy tiêu cực, đúng không ạ? Từ trước giờ đã có một cái tư duy tiêu cực, tin vào những cái tiêu cực như vậy. Chúng ta tìm hiểu thông tin thì chúng ta phải tìm hiểu những thông tin mới về tiến trình phát triển của dự án Survey, cũng như là chúng ta phải biết chắt lọc thông tin, biết tìm hiểu thông tin, thế nào là thông tin đúng, thế nào là thông tin sai, và hiện nay cái thông tin trước kia nó nói xấu Survey hiện nay nó còn hay không, và lý do vì sao nó nói xấu như vậy, có phải xuất phát từ các đối thủ của chúng ta hay không. Đấy là một cái điều các bạn nên tìm hiểu và phân tích thông tin. Đó là cái dạng mà thấy rồi nhưng chưa tin. Đấy, đúng rồi, có dạng là thấy rồi chưa tin, không biết là không tin tưởng là rằng là tại sao là có một cái dự án như Skyway nó là thực tế như thế, tại sao là lại có cái cơ hội nắm bắt cổ phần của cả một cái tập đoàn như vậy lại dành cho những người có số vốn nhỏ lẻ như chúng ta. Các bạn đâu có tìm hiểu nên các bạn không biết, và đóng lại cái tư duy và mất luôn cái cơ hội với Skyway. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đấy là cái trường hợp mà không tin. Còn những trường hợp thì rất là khó. Có một cái trường hợp như này nữa, cố tình không tin ấy. Có một trường hợp, các bạn thấy có một trường hợp nào mà cố tình không tin không ạ? Vâng, cái câu chuyện rất là hay đấy ạ. Xin cảm ơn em Nguyễn Lương, xin chào. Xin chào anh Nguyễn Hữu Bắc. Vâng, anh Nguyễn Hữu Bắc đã trực tiếp sang có một cái video quay tại công trường Saria rồi đấy ạ. Anh Nguyễn Hữu Bắc, cổ đông hiện nay đang sống ở Dubai, cũng đã trực tiếp đến công trường xây dựng Saria, Survey ở đó. Thì là không ai rõ hiểu rõ hơn cái anh Bắc cũng đã trực tiếp rồi, và nhiều các cổ đông cũng đã trực tiếp rồi, đó là sự thật đấy con à. À đúng rồi, Survey là gì, đúng rồi, chúng ta phải tìm hiểu Survey là gì, chủ tịch là ai, đúng ạ. Vâng anh, 50 đô đầu tư được ạ. Với 50 đô chúng ta có thể đầu tư được. Chúng ta không có tiền, chúng ta có thể góp vốn tài trợ với gói 50 đô, gói nhỏ nhất là trả thẳng. Còn trả góp là chúng ta 250 đô. Đó, gói 50 đô thì chúng ta trả thẳng thôi ạ. Còn gói trả góp thì thấp nhất là 250 đô. Như vậy là chúng ta cũng có thể là tài trợ cho dự án với 50 đô. Đấy. Rồi, xin chào em Nguyễn Thương. Vâng. Vâng, rất là tuyệt vời đấy ạ. Anh Bình đón được bao nhiêu năng lượng từ chủ tịch? Vâng, cảm ơn em Thiên Trần. Năng lượng từ chủ tịch thì chúng ta các cổ đông đón nhận rất là nhiều. Thứ nhất là chúng ta đón nhận từ những cái việc là chúng ta đang làm một cái công việc thực tế rất là ý nghĩa, rất là nhân văn. Như vậy cũng là đón nhận được cái từ cái năng lượng từ chủ tịch, đó là cái tư tưởng, cái ý nghĩa nhân văn của dự án. Như vậy là chúng ta hoàn toàn yên tâm. Đó là cái năng lượng rất là tốt đẹp từ chủ tịch gửi đến cho chúng ta. Vâng, tất cả quý vị các bạn đang đến với chương trình live stream Ngọc Bình trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy thì câu chuyện chúng ta thấy là có những người mà cố tình biết đến dự án nhưng không tin. Đấy là chúng ta không phải quan tâm, đúng không ạ? Với những người cố tình ấy,
mà khi biết đến dự án Sway rồi nhưng cố tô vẽ ra rồi tự huyễn hoặc ra, đó là họ tự giác họ tự mất cái cơ hội, tự mất cơ hội với Sway. Nên là những người như vậy là họ chưa đủ những cái phúc lớn để đón nhận Sway, và chúng ta cũng không cần thiết chúng ta phải cố gắng làm gì cả. Vì khi mà họ đã cố tình rồi thì chúng ta nói như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không đón nhận, họ sẽ từ bỏ cái cơ hội của họ mà thôi. Nên là chúng ta không quan tâm những người như vậy. Khi nghe về Sway là một thương vụ mình đã chờ đợi suốt 46 năm mà nay đã đến và mình không thể bỏ qua. Vâng, cảm ơn bạn Diệu Âm Phúc Thọ. Anh chia sẻ lại sim của em cho bạn bè anh rồi đó. À vâng, em cảm ơn anh Nguyễn Hữu Bắc. Vâng, đấy là câu chuyện ngày hôm nay thì Ngọc Bình muốn gửi tới quý vị và các bạn. Trong livestream này thì chúng ta có nhiều các cái cách để đi đến đích khác nhau. Giống như là chúng ta đang đi trên một quãng đường từ A đến B thì chúng ta có nhiều các phương tiện khác nhau để di chuyển. Nhưng để cái cách chúng ta hãy tìm một cái cách nào nhanh nhất để đến đích. Và với việc nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp tiềm năng như Skyway, đó là những cái đích giúp cho chúng ta sẽ đến nhanh nhất. Đó là tự do về tài chính, tự do về thời gian. Và đặc biệt hơn với những ai mà chưa tìm hiểu về dự án Sway ấy, thì mình tin chắc rằng các bạn hãy một lần hãy nghiêm túc tìm hiểu và đón nhận cơ hội này. Khi các bạn đã nghiêm túc, các bạn đã tìm hiểu và các bạn coi đó là một cơ hội thực sự thì các bạn mới có thể đón nhận được và nắm bắt được, sở hữu được cổ phần của Sway. Các bạn chỉ cần xem xét đánh giá những cái dự án khác rồi so sánh với dự án Sway, và các bạn hãy đánh giá được là người đứng đầu như Bình vừa phân tích trong livestream ngày hôm nay, chúng ta thấy được rằng là dự án Sway có đáng để chúng ta đầu tư và tham gia tài trợ góp vốn hay không. Và Bình vẫn thường xuyên nói biết đến Sway đó là một cái duyên, nhưng nắm bắt được cơ hội với Sway, sở hữu được cổ phần Sway nó lại khác, nó là một cái chữ phúc rất là lớn. Và chúc mừng tất cả các cổ đông của chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng khi mà chúng ta cùng tư duy, cùng tần số, cùng sóng để chúng ta có thể đón nhận được cơ hội với Sway. Chị Cúc Bùi, Bùi Cúc, ngay từ đầu cháu gái chị chia sẻ thực sự chị chỉ nghĩ rằng một người đã bỏ ra 40 năm để nghĩ cho cộng đồng và nhìn ông rất phúc hậu, và chị quyết định đầu tư, nếu không thành công thì coi như chị cống hiến cho dự án của ông. Nhưng từ khi nghe em và Linh chia sẻ, mừng quá, cứ đầu tư thêm. Vâng, xin chúc mừng chị Bùi Cúc, rất là tuyệt vời. Còn em Nguyễn Thương có bình luận là dự án Sway, ai tin thì người đó giàu, nghỉ hưu sớm đó cả nhà. Đúng rồi, đó là cái câu chuyện là ai tin, có người chưa thấy đã tin, có người thì thấy rồi chưa tin, có người cố tình không tin. Đó là cái việc, cái tầm nhìn của mỗi người. Nhưng với chúng ta là các cổ đông của Sway thì chúng ta hãy cùng nhau giúp cho tập đoàn và cùng nhau chia sẻ cơ hội này đến với nhiều người hơn để giúp cho nhiều người nắm bắt được cơ hội với Sway. Vâng. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình livestream của mình trong buổi tối ngày thứ năm ngày hôm nay. Vâng, thì trong chương trình livestream ngày hôm nay thì Ngọc Bình cũng đã cung cấp cho quý vị và các bạn những cái nhìn từ quan điểm cá nhân và những cái cách nhìn và những cái mình đã nhìn nhận thấy trong cuộc sống. Và mình cũng chia sẻ lại cho quý vị và các bạn, có thể là cái quan điểm của mình nó sẽ không phù hợp với một số người, hoặc là có thể nó đồng cảm với một số anh chị em, thì các bạn có thể chia sẻ livestream và tag tên các nhà đầu tư quan tâm dự án Sway vào đây. Còn một điều quan trọng nữa là chúng ta thấy cái gì nó là xu thế, cái gì nó là đúng, nó là sự thật, hay chúng ta còn gọi cái gì nó là chân lý, thì nó luôn luôn tồn tại xung quanh chúng ta và nó sẽ tồn tại và phát triển giống như dự án Skyway. Vâng, thì chị Nguyễn Hợp cũng có đã bình luận quá tuyệt vời, tiếc cho ai biết đến Sway mà không nắm bắt cổ phần sau này tiếc chỉ có mà khóc. Vâng, đây là một cái bình luận rất là thú vị. Chúng ta biết đến Sway thì đó là cách nhìn nhận, cách nắm bắt của mỗi chúng ta. Và các nhà đầu tư có thể là
có những cái suy nghĩ, có những cái nhìn nhận, những cái đánh giá khách quan. Có thể dự án Sway sẽ phù hợp với Bình và phù hợp với hơn 100.000 nhà đầu tư góp vốn tài trợ cho Sway, nhưng có thể không phù hợp với các bạn. Tuy nhiên thì Bình vẫn đánh giá dự án Sway đó là một dự án hết sức là ý nghĩa và sẽ là một cái cơ hội có 102 xảy ra trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Và ai là người có niềm tin tưởng vào dự án thành công, ai là người nhận biết được giá trị của dự án thì chắc chắn họ sẽ nắm bắt được và sở hữu được nhiều cổ phần của Sway. Và mình cũng mong muốn rằng là qua live stream, anh chị em nếu mà chưa sở hữu cổ phần Sway thì hãy nhìn nhận một cách khách quan và hãy nhanh tay sở hữu ngay cổ phần của Sway. Trong lúc này thì là cái thời điểm mà phù hợp nhất. Tại vì sao ạ? Tại vì hiện nay vẫn đang là trong cái giai đoạn 14.1 và sang ngày 21 tháng 6 thì Sway sẽ sang một cái giai đoạn phát triển mới 14.2 và chiết khấu nó sẽ giảm xuống. Và một điều chúng ta lưu ý, nắm giữ cổ phần của Sway trước khi nó lên sàn chứng khoán hay trước khi nó IPO, nó thành cổ phiếu đấy ạ, thì cũng là một cái thời điểm tốt nhất. Vì chúng ta đang sở hữu cổ phần của tập đoàn khi mà giá trị của nó thấp hơn rất nhiều so với giá trị được định giá. Đấy là điều chúng ta cân nhắc. Và với một nhà đầu tư thông minh, nhà đầu tư có tầm nhìn sáng suốt, hoặc là với những ai đang mong muốn tìm kiếm thay đổi cho mình cuộc sống sau này, đến hướng tới cái đích tự do về thời gian, tự do về tài chính, thì các bạn hãy lưu ý quan tâm đến dự án Sway. Đây là một cái cơ hội thực sự là hiếm gặp và sẽ không xảy ra nhiều lần trong cuộc sống của các bạn đâu. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi live stream đến giờ phút này. Và một lần nữa mình xin chúc tất cả quý vị và các bạn trong thời gian từ nay đến trước khi nó chuyển giai đoạn 14.2 sở hữu thật nhiều cổ phần của Sway. Và không quên theo dõi live stream của Bình. Các bạn hãy kết bạn với Bình trên Facebook cũng như là bấm theo dõi Bình để chúng ta cập nhật thường xuyên thông tin về dự án Sway trong các buổi live stream tiếp theo của mình. Vâng, mình xin dừng live stream ở đây và xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, anh chị em trong những buổi live stream tiếp theo. Vâng, xin chào. Bye bye.